phát hiện bản đồ của Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa, đề nghị chia sẻ rộng rãi. Tấm bản đồ Hoàng Triều Trực Tỉnh Địa Dư Đồ do Trung Quốc xuất bản năm 1905 chỉ rõ lãnh thổ Trung Quốc chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam, còn Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Một thanh niên Việt Nam chia sẻ bản đồ cổ Trung Quốc không có Trường Sa, Hoàng Sa trên mạng xã hội. Thạc sĩ Chử Đình Phúc, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, một thanh niên sinh năm 1984, đang thực hiện việc chia sẻ hơn 10 tấm bản đồ cổ của Trung Quốc trên mạng xã hội, mà theo những tấm bản đồ này, Hoàng Sa, Trường Sa không nằm trong lãnh thổ Trung Quốc. Chử Đình Phúc từng là sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, hiện đang công tác tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Công việc của anh có liên quan trực tiếp đến hoạt động thu thập thông tin, tài liệu về lịch sử Trung Quốc. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên thạc sĩ Chử Đình Phúc có trong tay những tấm bản đồ cổ của Trung Quốc, Nhật Bản có thể chứng minh được rằng Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc về Trung Quốc. Hiện nay, trên trang cá nhân của Chử Đình Phúc có hơn 10 tấm bản đồ với chú thích đầy đủ, thể hiện rõ phân vùng lãnh thổ Việt Nam, Trung Quốc. Đặc biệt, những tài liệu cổ này cho thấy lãnh thổ Trung Quốc không bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa. Xem kho bản đồ do Chử Đình Phúc chia sẻ trên trang cá nhân. Bản đồ tỉnh Quảng Đông với cực nam của nó là tỉnh Hải Nam, năm 1850 trích trong sách 1850 Thanh Nhị Kinh Thập Bát Tỉnh Dưa Địa Đồ. Bản đồ tỉnh Quảng Đông của nước Trung Quốc năm 1935 bao gồm cả đảo Hải Nam, khi đó còn thuộc tỉnh này, không thấy cái gọi là Tây Sa, Nam Sa. Bản đồ Trung Quốc có tên Trung Hoa Dân Quốc Toàn Đồ, vẽ trong khoảng thời gian 1911-1949, không có Hoàng Sa, Trường Sa. Bản đồ do người Nhật vẽ năm 1911 có tên Thanh Quốc Đại Địa Đồ Cách Mạng, Tân Hợi Động Loạn Địa Điểm Trú, vẽ rất chi tiết, hình ảnh sắc nét và tất nhiên là không có Hoàng Sa, Trường Sa trong cương vực nước Trung Quốc. Tấm bản đồ trong sách Đại Thanh Đế Quốc Toàn Đồ, Tuyên Thống Nguyên Niên 1908, tỉnh Quảng Đông nước Trung Quốc với đảo Hải Nam năm 1908, trích Đại Thanh Đế Quốc Toàn Đồ, Tuyên Thống Nguyên Niên, Thương Vụ Ấn Thư Quán, xuất bản năm 1908. Bản đồ hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây nước Trung Quốc năm 1903 với đảo Hải Nam, trích Đại Thanh Đế Quốc Phân Tỉnh Đồ. Đại Thanh Đế Quốc Phân Tỉnh Đồ, bản đồ vẽ nước Tàu năm 1903 do người Nhật Bản ấn hành. Bản đồ nước Tàu có tên là Chính trị Khu vực Đồ, in tận năm 1936, không có Hoàng Sa, Trường Sa và đường lưỡi bò. Bản đồ Trung Quốc năm 1911 bằng chữ Hán, không có Hoàng Sa, Trường Sa. Mạng xã hội tràn ngập hình ảnh tấm bản đồ Trung Quốc năm 1905 được xem như một bằng chứng thuyết phục rằng Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Bức ảnh chụp bản đồ Hoàng Triều Trực Tỉnh Địa Dư Toàn Đồ. Tấm bản đồ do tiến sĩ Mai Hồng lưu giữ trong nhiều năm qua vừa mới được đưa ra trước công chúng trong sự kiện ông tặng lại Hoàng Triều Trực Tỉnh Địa Dư Toàn Đồ cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam vào ngày 25 tháng 7. Thông tin về tấm bản đồ do chính Trung Quốc xuất bản không chỉ củng cố lý lẽ pháp lý cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh khẳng định chủ quyền, lãnh thổ đất nước mà còn khiến dư luận Trung Quốc trở nên hỗn loạn. Nắm bắt tình hình thời sự, cư dân mạng Việt Nam đang tích cực chia sẻ hình ảnh, thông tin về tấm bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa với khẩu hiệu Vì chủ quyền đất nước, vì Trường Sa, Hoàng Sa, hãy chia sẻ.